Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay mình có cây sâm hương nè anh em. Mình dâm cành thời gian ha, mình nuôi thời gian này. Bây giờ mình khui nó ra, thấy cái bộ đế nó dài nè. Sẽ lấy cục đá mình cho nó ở cục đá này. Cũng tùy theo cây mà mình chơi ha. Cây này có bộ đế dài thấy nó cũng đều đều. Mình sẽ lấy mình cho nó ôm đá. Sau đó mình sẽ canh cái dáng nó lại nè. Này mình chơi kiểu miệng liền ha. Đó, mình sẽ lấy về rút mình rút cái bộ đế cho nó ôm dính cục đá luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục mình nuôi. Thời gian nó cho nó ôm cứng vô luôn. Này đá tay mèo anh em. Rồi mình sẽ trồng vô cái chậu này ha. Thì mình trồng vô cái chậu nhỏ này mà anh em muốn mà phát triển nó thì mình sẽ lồng vô cái chậu lớn anh em, để mình nuôi mình giữ ẩm cho nó. Cục đá này nó sẽ cái rễ nó ôm được cục đá nhiều hơn chứ phát triển lẹ hơn. Mình sẽ canh cái dáng lại, mình sẽ cắt bỏ những cái phần thừa ha. Cái tay một với cái tay hai nó gần quá nè, cắt bỏ tay luôn. Mình sẽ lấy cái cành này ha, mình làm cái cành rơi chơi đơn giản. Thì theo cái dáng cây có sẵn thì mình làm cái cành rơi xuống, mình làm na ná gió lùa nhưng mà không phải gió lùa nè. Thì cái cành này cũng hơi to, mình sẽ lấy dây nhôm vừa tầm với nó. Thì cũng như mình đang xài là cộng 2 ly ha. Sẽ cuốn từ dưới gốc lên rồi nè, cho nó có cái thế nó chịu. Thì mình làm theo cái cây phôi có sẵn thì mình sẽ làm tới đâu mình lượt tới đó ha. Sau khi mình uống xong mình sẽ quấn không, mình sẽ uống cái chành lại, mình sẽ cho cái đường thân nó đỡ đờ xíu, cái nhánh không ngay giữa này nè, mình sẽ cho nó qua chút. Mình uống nhánh đầu tiên ha. Thì mình sẽ cố gắng mình bẻ lặn lên, mình lấy những cái coi dương hết nè, cho cái tàn mình nó màu ấm. Những đoạn nào xa quá mình sẽ đảo cành đó, mình lấy chi lại. Rồi mình sẽ uống nuôi những cái cành thứ cấp luôn, mình tạo cái dàn khung cho nó trước. Thì chi dâm là mình sẽ nuôi sau. Thì mình nuôi cắt giật thì thời gian nó rất là lâu, cây được rất là đẹp. Mình còn cái này thì mình những cái cây mini này mình chơi theo kiểu miệng liền thì mình uống theo cái dáng có sẵn luôn, mình sẽ lấy tàn nó cho nó mau ấm mau chơi. Mình sẽ ô hết những cái xương sơ cấp mà anh nè. Cái đó như là cái thẻ rồi không? Ừ. Không lúc gì nào lúc. Trong đêm cho cả. Không phải, nhưng mà ý nó là khi nào lấy được không? Nó chỉ như thẻ ATM. À. Nó được 4 đồng rồi. 100 đô là được rồi. Từ từ. 100 đô mới được. Từ từ.
thì đúng ra là người ta uống về người ta cũng sẽ thả cái đầu cành đó nè để người ta nuôi cái ngọn, người ta nuôi cái cành cho nó mau lớn. Thì mình đây mình sẽ cắt luôn cho nó ra hình cái cây trước đi, rồi mình sẽ nuôi lại sau ha. Tính chơi, vừa lấy, được chơi được cái chơi sao đâu. Chương trình thì chắc thôi. Mình hết chương trình đó. Thì cây mà mình nhổ ra nhà nên anh em mình uống lại á. Mình uống xong rồi mình phải bỏ vô cái bên ni lông nè, mình trùm nó lại. Để mình giữ ẩm cho nó, để cây nó không có mất sức ha. Thì sâm hương rồi mình nhổ ra mình uống như bình thường. Còn những cây khác thì anh em nhổ ra uống cũng phải từ từ. Mình trồng và từng lễ nửa tháng gì đây mình sẽ uống. Chứ mình uống liền thì cây nó rất là mất sức. Là mình nhổ ra nó đã bị thương rồi. Mà mình đem mình uống cái nữa là giống như bị dòng dập luôn. Thì anh em nào có kinh nghiệm cao hơn thì nhổ ra thì trồng lại uống liền được. Còn những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm nhiều thì nên nhổ ra xong mình trồng thời gian xử lý đế nó xong rồi mình sẽ uống sau ha. Chứ để mình chập hai cái vô chỗ ra là nó con luôn. Đầu tiên mình phải nuôi cây mạnh khỏe trước đi rồi mình mới uống sữa nha nè. Nấu chuyện nó chuyển không? Phần đợi thân nha. Hả? Đợi thân nha. Cái này nó giúp nhiều người ta. Đủ chuyện đời. Thì mình có được nhiều kinh nghiệm thì mình cũng chia sẻ cho anh em bấy nhiêu thôi. Mình cũng mới chơi thời gian đây. Biết gì chia sẻ đó. Mình lỡ uống xong cành mọc này mình sẽ uống luôn cái cành hai nè. Mình sẽ cho cái tàn trên là làm cái tàn đệm. Nó đệm lên cái tàn một mình thấy nó cho nó đầy tàn hơn, nó ấm hơn nè. Thì cái clip này mình làm cũng hơi dài nhưng mình đã cắt bỏ những cái phần nào mà không cần thiết anh em. Chứ làm mấy cây này cũng lâu lắm á. Tức là Trung Quốc nó không có lấy cái dừa. Có 20 phút hoặc hơn. Không lấy cái chỉ dừa nữa. Nhưng mình rút ngắn thời gian lại trong vòng 10 phút mấy. Bán cây dừa thôi. Để giá thành lên nó. Tức là sao đây không? Thì mình chia sẻ cho anh em xem vui ha. Ba cái đó mình lượm xài lại đúng không ha? Cái gì? Cái dừa. Mình sẽ uống cái tàn số 2, cái tàn trên này cho nó đuổi theo cái tàn dưới. Nó nhỏ hơn mà nó sẽ ngắn hơn ha nè. Rồi. Giờ mình sẽ điều cái ngọn đó nè. Mình sẽ lấy nhịp ở trên mình lấy cái ngọn đó. Thì mình sẽ lấy cái ngọn đó ở ngoài cái cành. Mình sẽ không lấy ở trên đỉnh nữa. Mình tránh cái trường hợp nó phù nè, cái cây mình nhỏ quá. Mình sẽ lấy ở trên cái cành để cho nó đỡ phù. Sẽ hạ cái cành này xuống. Mình vừa làm điểm mà vừa dựng ngọn luôn nè. Thì mình hạ cái cành này xuống giống như nó nái cái đàn phong vậy đó. Chơi kiểu anh Giang ha. Sẽ hạ xuống. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái đỉnh ngọn ở trên cái cành này.
anh em cũng biết à, cái chanh ngọn này nó ma phao phát triển lắm. Thì mình sẽ lấy như vậy nó sẽ đỡ phù hơn. Và nếu mà mình dựng thẳng lên luôn á, nó sẽ mau phát triển, nó sẽ mau phù, không có thòn cây ha. Nó lụi rồi.